Vâng, xin chào anh chị quý khách hàng nha. Chào mừng anh chị đã quay lại showroom ô tô Toàn Trung Gia Lai. Hôm nay em Toàn quay review giới thiệu cho anh chị một dòng sản phẩm mới, đó là Kia Soluto 2019 nha anh chị. Cái con này là 2019, số tự động. Con này số tự động bản Deluxe nha anh chị, bản Deluxe. Con này là em đang bán chào mời, bán với giá tiền là 375 triệu anh chị ạ. 375 triệu cho một con xe số tự động máy 1.4. Động cơ tương đương với Accent đó chị, xài chung động cơ với thằng Hyundai Accent đó, nhưng mà được cái nó nhỏ gọn hơn và giá tiền nó lại phù hợp hơn cho anh chị sử dụng. Cái màu đây màu vàng đồng ánh kim rất là đẹp, rất là đẹp nha anh chị, rất là sáng và sang trọng. Con này chủ xe đã thay một cái hai lớp Michelin, con cái thầy con cái còn ba cái lớp linh, chắc cái lớp kia nó bị cán đinh hay gì đó chủ xe họ thay thôi, chứ còn xe đây lớp linh vẫn còn một cái lớp Michelin mới. Về nội thất á, là nay nó có ghế da nguyên bản của nó luôn nha anh chị, ghế da nguyên bản luôn. Cái tầm tiền và cái tầm giá này thì nó cũng ít mất giá anh chị ạ, ít mất giá, nên anh chị cân nhắc khi sử dụng cái sản phẩm này nha. Đó, 375 thì bên em có hỗ trợ trả góp cho anh chị nào ở Gia Lai và có chương trình đổi bù trừ hợp lý cho anh chị muốn lên đời xe ở bất kỳ tỉnh thành nào, và có dịch vụ ship xe tận nơi cho anh chị xem xe nha. Còn con này thì em cam kết cho anh chị là không lỗi, không đông, không đụng và có bảo hành máy 6 tháng cho anh chị sử dụng. Màn hình din là theo xe. Trong tầm tiền thì anh chị lấy con này là nó phù hợp, ghế da mọi thứ là nguyên bản hết thì nha. Mâm là mâm phay 4 thắng đĩa, mâm phay 4 thắng đĩa. Gương đây là chỉnh điện luôn nha anh chị, gương chỉnh điện. Cái dòng này thì đi nó lợi xăng cực kỳ anh chị, đi lợi xăng cực kỳ, thì rất là lợi xăng. Nó kêu chỉ là rin nguyên bản hết. Ghế da theo xe hết nha anh chị, ghế da theo xe hết. Đó. Hai tu khí. Hơn 300 thì cái này là một cái giải pháp tương đối là tốt khi sử dụng xe đã qua sử dụng nha anh chị. Còn mà trên 400 thì nó cũng sẽ có nhiều cái dòng nó ok hơn nữa. Máy nè, máy đây là máy 1.4 động cơ 4 xi lanh. Hyundai Kia như nhau á. Xe đi 5 vạn xịn nha anh chị. Xe này gốc ở Gia Lai. Xe này gốc ở Gia Lai. Mọi thứ là em đang thấy đánh giá là nó trong cái tình trạng là hoàn hảo. Có led ban ngày, có đèn sương mù, có xi nhan gương đầy đủ hết. Chức năng nó thì cũng tương đối thôi, tương đối thôi nha anh chị. Còn nhiều lúc anh chị cũng sợ mua xe cũ sợ cái gầm. Cái gầm này, gầm thì em kiểm tra cũng kỹ rồi nha anh chị. Tất cả gầm biết là bên em kiểm tra cũng kỹ rồi, nó đang trong tình trạng là hoàn hảo. Chứ còn bên em xe mà nó trục chặt hay bất cứ một gì đó thì sẽ không thu vào. Đó là cái chắc chắn, cái cam kết đối với anh chị để giữ vững cái thương hiệu. Cái dòng này số sàn em bán cũng chạy lắm. Về số sàn đa phần em bán được liền à. Số tự động thì rất là phù hợp cho anh chị nào mà muốn nâng cấp từ số sàn lên tự động. Đi nó nhàn rỗi và nó cũng tiện nữa. Đó, rất là ok. Thì nhắc lại giá một lần nữa là em bán con này với giá tiền là 375 anh chị ạ. 375, ba rút hồ sơ. Anh chị ở Gia Lai thì em có thể công chứng ủy quyền cho anh chị chạy được. Và nếu anh chị có trả góp thì bên em sẽ tư vấn cho anh chị một cái mức lãi suất hiện giờ là 0.9, mức lãi suất gọi là ưu đãi cho khách hàng. Khách hàng lắm nha anh chị. Có nhận đổi bù trừ xe ở tất cả các tỉnh thành.
như em vừa nói như hồi nãy, và bên em có nhu cầu mua xe cũ rất là nhiều nha anh chị, nhu cầu mua rất là cao và mua giá rất cực kỳ tốt, nên anh chị cần tư vấn gì hoặc là bán xe anh chị liên hệ giùm em 0979 325 679, hoặc là kết bạn Zalo gửi hình ảnh xe mình là 0922 325 679. Nhân đây cũng khoe với anh chị luôn à. Xe Basic điện nha anh chị, điện 100%. Xe này không có bán, xe này hãng cũng không có bán luôn nha anh chị. Xe này Honda Việt Nam đưa cho em để test driver chạy thử, chạy và trải nghiệm thử trong vòng 1 năm trước khi có thể đưa ra thị trường và cung cấp bán đại trà tại Việt Nam. Này điện 100% luôn nha, Basic, nên là giá cả em cũng không biết luôn. Xe này thì Honda cấp thôi chứ không có bán nên cũng không biết giá luôn. Để em chạy thử, trải nghiệm thử mới mang về. Anh chị nào Gia Lai muốn chạy thử, muốn trải nghiệm xe này thì tới nha, em cho mượn chạy nha. Muốn test thử cái dòng sản phẩm mới của Honda điện á, tại thị trường Việt Nam á, thì tới đây, tới Gia Lai. Còn các tỉnh khác thì thua rồi nha. Anh chị nào Quy Nhơn thì có thể tới hết Honda Toàn Trung để trải nghiệm thử nha, coi xe điện của Honda nó như thế nào. Xe điện mới của Honda, mở chiếc khóa, hai cái bình nằm đây nha, hai cái bình. Đây là Honda xịn nha, chứ không phải là Honda Trung Quốc hoặc là nhái Honda nha. Đây là xe Honda xịn của Honda Việt Nam. Cái máy này, cái động cơ đó này, đây cái motor đó, gọn lắm. Nào làm video clip quay kỹ hơn. Xe này thông số em chưa nắm hết rồi, mới mang qua để coi khối lượng động, công suất điện là 4,2 kW nha. Xe tại sản xuất Honda, sản xuất tại Honda Việt Nam tại Bình Phúc á, xuất đi các thị trường đó. Rồi cảm ơn anh chị rất là nhiều nha, anh chị quan tâm xe gì thì ủng hộ em Toàn.